biến là cái gì? Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với channel của Cooking Kyle. No, it's my channel. Hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel Tiếng. Và hôm nay sẽ là một video nấu ăn. Nhưng không phải là Tiếng nấu, sẽ là Kyle nấu. Kyle không biết món này sẽ làm như thế nào, cho nên là Tiếng sẽ ở ngoài chỉ đạo. Thì hôm nay nấu cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ nấu món kimchi jjigae canh kim chi á mọi người. Đây là một cái món mà Tiếng rất là rành và nấu cho Kyle ăn đã rất là nhiều lần. Thì hôm nay sẽ là một cái challenge là Kyle sẽ làm và Tiên sẽ ngồi ngoài chỉ đạo. Ok, bắt đầu chưa thấy chưa? Dạ. Bây giờ ăn nấu không ngon thì sao? Không ngon thì thôi mi nấu món khác cho mình. Không rồi, không phải nấu ngon. Không ngon thì Kyle sẽ ra mình đòi nồng mua mực nugget cho Tiên. Cái món này á thì Kyle nghĩ khá là dễ. Tại vì hồi lúc Tiên nấu á, Kyle lúc nào cũng đứng nhìn hết á. Nên Kyle nghĩ là Kyle biết sẽ làm gì. Ok, chuẩn bị chưa? Ok, thì mọi người nên nhớ bước đầu tiên sẽ luôn luôn là rửa tay trước. Ủa anh chưa rửa rồi em ăn xạo. Xạo em tết rồi. Em không có được lắm. Đấy, đúng rồi à. Thì sẽ để một cái máy quay cầm ở đây nữa để cho các bạn có thể thấy thao tác của thầy Hồ. Rồi, đầu tiên sẽ là cắt thịt nhỏ nha, biết cắt không? Sao giờ quá vậy? Nên phải cắt rồi trước. Ngược lại thì kiếm lấy lại, đúng rồi. Cắt à, đúng rồi, cắt ngược lại. Mọi người hãy nhớ là nếu mà mọi người gặp cái miếng thịt dài như này á thì mọi người nên mua miếng thịt khác. Cái này nó quá dài. Ok. Rồi. Ăn miếng thịt thì mọi người sẽ lấy cái miếng dài thôi. Bỏ vô lại. Xong rồi từ cái miếng này á, mọi người sẽ thái nhỏ. Đúng, thấy nhỏ đó. Nếu mọi người không biết nấu ăn đó, thì mọi người nên cẩn thận tay. A few moments later. Yeah, đủ chưa? Đủ rồi. Ok. Nửa nửa ăn chưa? Anh ơi, làm ngoài ngoài đi. Nửa cái miếng đó. Miếng này chắc được đúng có 2 miếng thịt thôi. Thì đúng nửa cái miếng đó đây, cắt đi. Không cần phải. Không cần tay. Tay gì? Chặt thịt cho nó này. Rồi cầm tử. Làm riết quen. Hả lên. Rồi xong. Xong. Rồi bây giờ để thịt qua một bên đi, để cho nó đi. Đúng. Anh rửa cái video đó đi rồi anh băm tỏi ra. Two pieces. Ủa em là người gái hay là em là phụ lớp với anh vậy? Bởi vì là phụ lớp mà. Ok, bước thứ hai chúng ta sẽ băm tỏi. Hai củ luôn. Ok. Hai củ luôn. Biết làm không? Of course. Làm sao? Rồi, cái này có bừa mới làm. Có chút xíu mà có bừa. Đây rồi, mình đã làm nha. Đó, người sẽ cắt. Sao đó? Sao rồi? Xong rồi. Không được không? Cầm nó ra. Thì mới tự làm mà ai có đủ. Đập nó ra, có đủ, có đủ, có đủ đâu. Đó, đúng rồi. Mở lên. Hết rồi. Mở lên. Dạ, cái này là cái gì nó bự bự. Rồi, ok đấy. Không biết gì nữa. Đó, mọi người đặt tỏi á, mình phải dùng dao vừa cái này. Đập một lần 4 cái luôn. Không phải là gì hết. 1 cái thôi. Rồi, mặt nghỉ ra. Thôi đập một tay con đừng có phá nữa nữa. Yeah. Anh nó dắn kìa, lát anh dọn nghe nó trước đi. Đúng rồi. Tao tâm cho cái nhẹ chứ. Sau khi bằng tỏi, mọi người sẽ bỏ tỏi vô trong ngăn tỏi. Cẩn thận. Rồi, hành. Lột ra. Em chặt trước rồi anh luộc. Trời, mình làm thế. Mình đi tiền nói hết rồi. Anh đừng có ăn xạo đi. Rồi. Chặt xuống.
nói. Mở từng cái góc bỏ nè. Không có trò đi, đi không có trò không? Không có gì vậy? Cái này á. Ấu quá nè, dài. Xuống, mát xuống đây. Để nó lên đây, để nó lên luôn. Mỏng quá cái gì vậy? Đúng rồi. Đó. Đúng. 2 hours later. Đó, chuẩn. Này sẽ bỏ chuột bay tỏi. Ok, sau khi chúng ta cắt thịt và cắt hành và cắt tỏi thì chúng ta sẽ tới bước sơ biến. Sơ biến là cái gì? Sơ chế. Sơ chế. Ủa? Sơ biến. Tới bước sơ chế thì bây giờ cái bước đầu tiên chúng ta sẽ bật lửa lên. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái đũa và lấy những miếng dầu luôn. Ok. Ấy, ăn được như đó. Ngu rồi. Rồi, bây giờ con sẽ cho dầu vô. Lát mình làm việc xong rồi nước lên. Không thì mình làm việc xong ra một cái nước. Đừng có cho nhiều quá nha, dầu lắm, khó chịu. Bây giờ chúng ta sẽ chén dầu. Được chưa? Chưa. Rồi. Chúng ta sẽ dầu cho nhỏ. Chúng ta sẽ đợi tầm thêm 2 ly ngay nữa. Rồi bắt đầu quảng cáo. Người mua gáo này bây giờ là 490 ngàn. Hãy mua cặp với nhau. Sẽ sai lờ. Hiện tại tụi mình đang có chương trình free ship rồi đó. Đúng rồi mọi người. Nên bạn nào á, bạn nào mà có bồ á thì hãy mua cho bản thân mà mua cho bồ. Nếu không có bồ thì cứ mua cho bản thân thôi. Ok, chào đại nóng. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt vô nha mọi người. Thường thường chào sẽ đảo. Đảo trong vòng 5 phút mỗi bên, tại vì thịt heo cũng hơi khó chín á. Nên mọi người cũng phải làm cho nó tầm 80% chín. Trời ơi, bỏ vô. Bỏ gì? Ê, hết luôn. Tôi bỏ kia. No, no, no. Kim chi, kim chi. Bây giờ bỏ kim chi cho mọi người. Hôm nay lọt kim chi nữa. Lọt cái gì nữa? Hôm nay bắt đầu nó quá, cũng muốn làm quá chịu. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ kim chi vô. Nó nhớ thiệt nhiều vậy. Rồi, bỏ vô, thời gian. Nếu mà mấy các bạn muốn tìm loại kim chi nhau làm ngon á, hãy mua kim chi của Tedigo. Tedigo. Đó, thì mình sẽ đảo này đảo. Các bạn nhớ để chiên cho cái thịt mình nó hơi cháy cháy một xíu. Tăng lên có cháy. Lộn, xăng. Xăng lên chút xíu. Xong rồi sau cái nước đó thì nó sẽ đổ nước vô. Đó, thì mấy bạn nó sẽ đổ vô ngay cái cành. Dòng thôi. Rồi chúng ta sẽ đổ nước vô. Rồi. Gì? Em bỏ nó đúng không? Để nó sôi nè. Đúng. Bây giờ lấy cái muỗng này. Cái muỗng to, cái muỗng nhỏ để lớp bọt ra với lại cho nó vô. Đúng rồi. Đúng rồi, mày nhớ. Hả? Anh ơi, cái muỗng lớn không phải cái muỗng này anh ơi. Nó là mệt á. Bởi vì nó một muỗng lớn, một muỗng nhỏ. Hey. Cái này là cái gì? Cái cà mơn ăn hả? Cái này là cái môi. Cái môi. Hết đi, nấu cái môi kia bên kia. Nó đi rồi, tại sao khi nấu suốt này? Hết đi, mình ăn khó chịu quá à. Cái đó không phải bọt. Bọt cái đó đó. Bên này hả? Ừ, kia đó. Bên này đúng không? Ừ. Mệt kia đi luôn á. Đóng lại đi. Xoay thêm vài phút nữa. Không, nhiều rồi. Gochujang. Một muỗng đúng không? Đúng. Mở đi nha.
cay nha. Cay quá. Ngon được rồi. Rồi. Cái gì lấy gì đây? Lấy đây. Hết rồi. Mệt quá luôn á. Một nhóm cờ này. Rồi. Sẽ bỏ luôn không? Rồi. Bây giờ mọi người sẽ... Nhìn nấu ăn cần cần dã man luôn. Chọn chọn. Rồi đóng vô. Đóng lại nữa hả? Đóng vô cho nó sôi lên. Cái này là anh để nó thật sôi. Đúng rồi, phải để nó thật sôi. Chưa? Sôi chưa? Chưa. Sôi rồi. Mà bây giờ anh bỏ thêm miếng tương. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ thêm miếng nước tương. Có bỏ nước mắm không? Không. Không bao giờ anh nấu ăn mà bỏ thẳng gì nha. Thứ nhất sẽ rất mặn. Rồi. Rồi. Mình thử đi. Giờ nè thử đi đã. Nè ăn được chưa? Ăn chưa cho đường anh ơi, chứ đường. Đúng rồi. Nói gì nãy không có nói gì luôn á. Quên mọi người. Phải luôn luôn nhớ. Chúng ta phải cho đường. Chiều đường không? Một muỗng đi. Một muỗng đầy như thế này cho mọi người. Cho thêm muỗng nữa đi. Thêm muỗng nữa. Rồi ok. Rồi. Tại vì á, kim chi á, mà để mà nó ngon thật sự á, là phải để cho nó phải kiểu như là phải hầm cho nó kỹ ra thì nó ngon. Là cái này á, là theo một cái mà theo phải nghĩ lại thành tiên. Cái gì? Thêm mặn. Thêm muối đi. Muối đi. Muối. Màu đỏ. Rồi. Giờ các bạn sẽ đảo lên. Vì nó sẽ bỏ hành tây và bỏ vô trước. Hết luôn, hết luôn. Rồi, bỏ ra, vô. Bỏ luôn. Đây. Rồi, chậm lên. Ok mọi người, bây giờ tất cả mọi thứ đã sôi. Và cái bước cuối cùng chúng ta cần làm sẽ là bỏ hành lá vô. Á, nó nổ tính. Nó nổ tính. Té. Ở đây. Nó có rốt nào ra đâu. Úi xưa. Bây giờ chúng ta sẽ đảo thêm một vài giọt nữa. Và chúng ta sẽ có món kimchi jjigae. Kore su. Kore su. Úi xưa. Em sẽ ăn thử và em sẽ chấm điểm. Of course, cái này chắc chắn là mình bột lên vườn. Tại vì đó, cái công thức mà món này đó cũng là một cái truyền mà đèo tin. Ok. Ăn đi. Ăn chấm. À, không. Chấm. À, đây. Cái nước. Mà cái này em giúp anh nhiều quá. Giúp gì? Mi truyền đạt lại luôn luôn luôn. Quá ngon luôn mọi người. 11 trên 10. Nước đường hơi hơi lạc. Lạc hả? Cái này á, không phải lạc đâu, mà tùy khẩu vị. Ôi, anh đừng có lưng lạc đâu. Cái này tùy khẩu vị thôi mọi người nhớ. Ok. Of course. Ngon. Cái gì nó bỏ hỏi vậy? Hôm nay em giống anh 8.5/10. 8.5/10 hả? Nếu mà 8.5/10 đó mọi người thì mình sẽ làm tròn với 9. 9/10, ok, hợp lý. Mà đường ngon á, 9 đi. 9 hả? Đúng rồi. 9. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của Khai một tiếp. Và đây sẽ là một video khá là thú vị. Tiên chưa, Tiên lo mà mới làm lại một video đồ ăn nào hết. Mà hôm nay không phải là Tiên nấu. Anh ơi. Ngon. Ngon. Cảm ơn mọi người đi. Và cảm ơn mọi người đã xem video lần này của Tiên và Theo. Thì nếu mọi người thích video lần này á thì hãy follow channel Cooking Kyle và channel của Tiên để có thêm nhiều content nấu ăn trong mùa dịch nhé mọi người. Yeah, mọi người ở nhà stay safe nhé. Bye bye, I love you. Fantastic.